khác. Jonah và con cá lớn. Cách đây nhiều năm, có một người tên Jonah sống tại xứ Israel. Một ngày kia, Chúa sai ông đến Nineveh là thành phố lớn và uy lực nhất thời bấy giờ. Chúa sai ông đến cảnh báo với dân chúng ở đó rằng Chúa biết họ độc ác như thế nào. Nhưng Jonah không theo ý Chúa. Thay vì đến Nineveh, ông lên tàu đi về hướng ngược lại, đến thành Tarsis. Tức Chúa Trời khiến gió thổi mạnh trên mặt biển, một cơn bão lớn xuất hiện, các thủy thủ trên tàu đều sợ rằng con tàu có thể bị vỡ tan và chìm. Cơn bão càng lúc càng dữ dội, quá sợ hãi, các thủy thủ cầu cứu thần của mình và ném tất cả các hàng hóa xuống biển để cho nhảy tàu, nhưng vô vọng. Jonah là người duy nhất trên tàu không cầu nguyện. Thay vì cầu nguyện, ông nằm trên bên trong tàu và dường như đang ngủ. Vị thuyền trưởng tìm đến ông. Anh làm gì mà ngủ say thế này? Anh hãy thức dậy, mau đi và cầu nguyện Đức Chúa Trời của anh đi. Có lẽ Chúa sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta sẽ không bị thiệt mạng. Các thủy thủ sớm nhận ra rằng những tai vạ ập đến với họ là bởi Jonah. Ông nói cho họ biết ông đang cố chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời. Các thủy thủ hỏi ông, chúng tôi phải đối xử với anh như thế nào để biển lặng cho chúng tôi đây? Jonah đáp lại, các anh cứ bắt tôi quăng xuống biển, vì tôi biết vì chính mình tôi là mà các anh mắc phải trận bão dữ dội này. Nhưng các thủy thủ không muốn quăng Jonah xuống biển, họ cố chèo vào gần bờ nhưng không thể, họ chỉ có một việc duy nhất cần phải làm. Sau khi xin sự tha thứ, các thủy thủ đành bắt Jonah quăng xuống biển. Ngay khi Jonah biến mất trong dòng nước, biển yên và gió lặng. Sự thay đổi đột ngột về thời tiết khiến các thủy thủ khiếp sợ hơn cả cơn bão lúc này. Họ ắt biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm điều đó xảy ra. Họ tôn kính Chúa trong sợ hãi và kinh ngạc. Trong khi đó, người tôi tớ không vâng lời Chúa cũng nhận được một bất ngờ lớn, bị chìm dần vào lòng biển, cả trong vô vọng. Jonah biết rằng không gì có thể cứu được ông khỏi bị chết đuối. Ông có thể đã bị chết đuối, nhưng Chúa đã sắm sẵn cho ông nhiều kế hoạch khác. Chúa đã chuẩn bị một con cá lớn đặng nuốt chửng Jonah. Con cá đến thật kịp lúc. Chỉ một động tác nuốt thì Jonah đã thoát khỏi biển và vào bụng cá. Ông ở trong bụng nó 3 ngày. Ở trong đó ông có nhiều thời gian để suy nghĩ và cầu nguyện. 3 ngày sau, cuối cùng Jonah đã hứa làm theo lời Chúa. Tức thì Chúa phán với con cá kia và nó liền phun Jonah vào bờ. Một lần nữa Chúa sai Jonah đi tới thành Nineveh và trao giảng lời Chúa. Lần này Jonah đã đi. Ông vào thành và hét lớn rằng, còn 40 ngày nữa thành Nineveh sẽ bị sụp đổ. Dân thành Nineveh tin lời Chúa, họ công bố kiêng ăn và quấn vải thô để tỏ lòng ăn năn với Chúa về những tội lỗi của mình. Nhà vua cũng run sợ trước Đức Chúa Trời. Ông đứng dậy khỏi ngai, quấn vải thô và ngồi trên đống tro. Ông truyền lệnh cho tất cả mọi người phải quay lưng với lối sống ác và phạm pháp và cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Đó, đây là nhà vua nè, ông bỏ cái vương miện của ông xuống nè, ông mặc áo thô là áo nó không có đẹp á. Và Chúa đã tha thứ cho họ. Đó là ngày vô cùng tươi đẹp tại thành Nineveh khi dân chúng nhận ra Đức Chúa Trời đã chấp nhận lời tha tội. Nhưng có một người lại vô cùng tức giận. Đó là Jonah. Jonah rất là giận dữ. Nhưng tại sao Jonah giận dữ? Jonah thưa với Chúa, con biết Chúa là Đức Chúa Trời nhân từ, hay thương xót, chạm dặn và giàu lòng yêu thương. Mặt khác, Jonah cũng biết Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho những kẻ biết ăn năn và vâng lời người. Dường như rằng Jonah không thích dân thành Nineveh, ông không muốn Đức Chúa Trời tha thứ cho họ. Jonah vì quá tức giận Chúa mà nói rằng, xin Ngài hãy cắt sự sống con bây giờ, vì con thà chết còn hơn sống. Jonah ngồi bên ngoài thành đợi xem Chúa sẽ làm gì tiếp theo. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một loại giống cây với
nhiều tán, lá lớn, cây lớn nhanh và rợp bóng mát, cho Jonah khỏi cơn nắng nóng cả ngày. Nhưng sáng hôm sau, Chúa sắp sẵn một con sâu đến cắn hại cái cây đó. Tiếp, Chúa sắm sẵn một cơn gió nóng và mạnh, làm khô héo Jonah đến nỗi ông tưởng ông sắp chết. Tất cả những điều này làm Jonah tức giận hơn. Sau đó Đức Chúa Trời phán với Jonah rằng: con có quyền chi để giận dữ chăng? Con tiếc cái cây thầu dầu mà chẳng khó nhọc vì nó và cũng chẳng làm cho nó lớn lên. Nó mọc lên trong một đêm và cũng chết đi trong một đêm. Còn ta, lẽ nào ta lại không thương tiếc thành Ninive to lớn kia với hàng ngàn người dân? Chúa thương mọi người, con thấy không? Một cái cây nó làm cho mình có cái bấm á, mà mình cũng thương tiếc nó, thì là dân của Chúa, Chúa đều thương tiếc. Chúa không có muốn ai bị mắc cả, Chúa muốn mọi người được cứu. Con hiểu vậy không? Dạ. Dạ. Lời Chúa gì nha, lời Chúa gì? More. Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng. Thi Thiên 119 câu 130. Nha, lời Chúa gì? Another story? Dạ. Okay.